Thưa các bạn, chương trình CCNA có một cái chủ đề rất là quan trọng và rất là cơ bản mà bất kỳ một người kỹ sư nào, một người học viên nào khi học xong chương trình CCNA đều phải thông thạo, đó là chuyên đề về địa chỉ IP. Thì địa chỉ IP là một loại địa chỉ logic thuộc lớp network của mô hình OSI, hay là một loại địa chỉ thông dụng được sử dụng bởi giao thức IP trong trồng giao thức TCP/IP thuộc lớp Internet. Thì địa chỉ IP cung cấp cho chúng ta một cách đánh địa chỉ linh hoạt, tiện dụng, gọn nhẹ mà sẽ được dùng cho các quyết định định tuyến sau này của các giao thức định tuyến. Do đó khi chúng ta học chương trình CCNA thì bắt buộc phải nắm rất vững về cách thao tác với địa chỉ IP, như các thao tác về chia subnet, các thao tác về quy hoạch địa chỉ IP, hoặc là xem xét xem một địa chỉ IP nó có hợp lệ trong việc đánh lên cho một cái hot nào đó hay không. Thì phần tiếp theo đây tôi xin được phép trình bày với các bạn về bài về chuyên đề quan trọng này, đó là địa chỉ IP. Thưa các bạn, với địa chỉ IP thì đầu tiên chúng ta cần phải điểm lại một số công thức toán, một số vấn đề về tính toán mà có liên quan rất là nhiều đến địa chỉ IP, như là phép chuyển đổi nhị phân qua thập phân, hay là một số bảng biểu quan trọng được sử dụng trong việc tính toán địa chỉ này. Xin phép được bắt đầu các bạn với phần ôn tập lại, review lại một vài cái kiến thức toán rất đơn giản thôi, nhưng mà được sử dụng rất nhiều trong việc tính toán địa chỉ IP. Đầu tiên, một trong những vấn đề đầu tiên các bạn buộc phải nắm khi tính toán về địa chỉ IP, đó là các bạn phải chuyển đổi rất thành thạo từ hệ nhị phân qua hệ thập phân. Vậy vấn đề đầu tiên các bạn cần phải nắm khi chúng ta thao tác với địa chỉ IP là sự chuyển đổi giữa hệ nhị phân và hệ thập phân. Thì đầu tiên tôi xin phép được trình bày một vài vấn đề dính dáng đến các công thức chuyển đổi này. Thì như các bạn đã biết là hệ nhị phân là loại hệ đếm chỉ sử dụng 2 bit là 0 và 1 để biểu thị mọi giá trị trên đời này. Hệ đếm nhị phân thường được sử dụng ở các hệ tính toán trong các máy vi tính bởi vì nó thích hợp với trạng thái tắt mở của các vi mạch điện tử. Nhưng mà con người chúng ta thì lại thường quen với sử dụng hệ đếm thập phân decimal. Hệ đếm này sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9 để biểu thị mọi giá trị trong cuộc sống, và chúng ta thì quen sử dụng hệ đếm thập phân này. Và trong quá trình tính toán địa chỉ IP, chúng ta buộc phải thông thạo cách chuyển đổi từ hệ binary sang hệ decimal và ngược lại. Tôi xin phép được đưa ra một công thức, một cách tính đơn giản, cơ bản mà các bạn nhìn chung mà rất phổ biến hiện nay các bạn cần phải nắm khi thực hiện tính toán. Đầu tiên tôi xin được đưa ra một ví dụ để trình bày cách chuyển đổi từ hệ decimal sang hệ binary. Để chuyển đổi một số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân, chúng ta sẽ thực hiện thao tác lấy số thập phân đó chia đôi liên tục, và từ đó ta thử sử dụng kết quả chia để viết ra dãy nhị phân cần tính. Ví dụ ở đây tôi muốn được chuyển đổi từ số 9 thập phân sang hệ nhị phân là như thế nào, thì tôi sẽ thực hiện phép chia đơn giản như sau. Ta lấy 9, ta thực hiện chia cho 2, được thương số là 4 và dư là 1. Rồi ta lại tiếp tục lấy 4, ta thực hiện chia cho 2, được thương số là 2 và dư là 0. Rồi ta tiếp tục lấy 2, ta chia cho 2, được thương số là 1 và dư là 0. Các bạn cứ việc thực hiện chia đôi cho đến khi nào kết quả còn lại là 1 thì các bạn dừng lại. Sau đó các bạn lấy ngược từ thương số này, lấy ngược lên. Thì thưa các bạn, 9 đổi ra nhị phân sẽ là 1001. Vậy ta có 9 đổi ra dạng nhị phân sẽ là 1001. Rất là đơn giản phải không các bạn? Tiếp theo, tôi lại muốn hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. Thì làm cách nào để đổi ngược lại từ giá trị nhị phân sang giá trị thập phân? Tức là đây tôi muốn đổi từ 1001 sang trở lại là 9 thì tôi làm như thế nào? Thì cách đổi cũng rất đơn giản. Ví dụ, chiều ngược lại các bạn tính như sau. Chẳng hạn tôi có một số nhị phân là 1001, bây giờ tôi muốn đổi sang dạng thập phân thì tôi phải làm sao đây? Thì rất đơn giản, các bạn thực hiện đánh số các bit nhị phân từ phải sang trái, bắt đầu từ 0. Cụ thể bit này có đánh số là 0, bit này là 1, bit này là 2 và bit này là 3. Rồi ta thực hiện phép tính như sau. Ta tính 1 nhân cho 2 mũ 3. Đó, 1 nhân cho 2 mũ 3 cộng với 0 nhân cho 2 mũ 2. Đó, rồi chúng ta tiếp tục lấy 0 nhân cho 2 mũ 1 cộng 0 nhân cho 2 mũ 1. Và cuối cùng là cộng với 1 nhân cho 2 mũ 0.
Các bạn thực hiện tính toán toàn bộ cái tổng này thì sẽ cho ra được kết quả. Ở đây ta thấy rõ ràng là không nhân với bất kỳ cái gì cũng bằng không nên kết quả chúng này là không. 2 mũ 3 thì bằng 8, 8 nhân 1 thì bằng 8. Cộng với 0 cộng với 2 mũ 0 thì bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1. Vậy kết quả tính ra của ta là 9. Vậy thưa mọi người, 1001 đổi ngược lại sang dạng thập phân chính là 9. Thì đó là cách chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. Đây là cách tính cơ bản được có hướng dẫn trong rất là nhiều giáo trình về hệ, về đại số môn, về hệ nhị phân, thập phân, vân vân. Thì có nhiều thủ thuật tính nhanh khác. Các bạn có thể tìm hiểu trên các trang mạng, các trang diễn đàn, ví dụ như trang vnpro.org cũng có nhiều, có một chuyên đề hướng dẫn chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân với các thủ thuật tính nhanh rất là tốt, rất là hiệu quả. Thì các bạn có thể tham khảo thêm nhiều cách tính. Nhưng dù các bạn có làm bất kỳ cách tính nào thì trước hết các bạn buộc phải nắm rất vững vàng cách chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân theo cách tính cơ bản này. Đó là vấn đề thứ nhất mà tôi muốn ôn tập lại các bạn về mặt tính toán khi chúng ta tham gia tính toán nhị phân và thập phân. Một vấn đề thứ hai rất quan trọng các bạn buộc phải nhớ khi chúng ta thực hiện tính toán từ thực hiện tính toán địa chỉ IP, đó là tôi tạm gọi là cái công thức dạng 2 mũ n, tức là tôi muốn hướng dẫn vấn đề thứ hai là các giá trị lũy thừa của 2. Ở đây khi các bạn tham gia vào chương trình học chương trình CCNA hay các chương trình cấp cao hơn hay là nghiên cứu về mạng thì buộc các bạn phải nhớ một số giá trị của lũy thừa 2. Ở đây tôi xin được đưa ra một số giá trị lũy thừa 2 cơ bản các bạn buộc phải nhớ và buộc phải học thuộc lòng khi chúng ta tham gia tính toán địa chỉ IP. Ta có 2 lũy thừa 0 thì bằng 1, 2 lũy thừa 1 thì bằng 2, 2 lũy thừa 2 thì bằng 4, 2 lũy thừa 3 thì bằng 8, 2 lũy thừa 4 thì bằng 16, 2 lũy thừa 5 thì bằng 32, 2 lũy thừa 6 thì bằng 64, 2 lũy thừa 7 thì bằng 128, 2 lũy thừa 8 thì bằng 256, 2 lũy thừa 9 thì bằng 512, 2 mũ 10 thì chúng ta có giá trị là 1024, 2 mũ 11 thì bằng 2048, 2 mũ 12 thì bằng 4096, và 2 mũ 16 chúng ta nhớ thêm giá trị này nữa thì bằng 65536. Đề nghị các bạn khi theo học chương trình CCNA cần phải nhớ nên thuộc lòng toàn bộ các giá trị này, bởi vì trong chương trình CCNA sẽ thường xuyên đụng đến các giá trị lũy thừa của này của 2. Riêng trong bài địa chỉ IP chúng ta chỉ cần nhớ các lũy thừa từ 2 mũ 8 trở về trước, còn các giá trị sau này thì chúng ta sẽ gặp lại ở các bài tính toán sau trong khuôn khổ của chương trình CCNA. Về các lũy thừa của 2, các bạn còn cần phải nhớ thêm một công thức rất quan trọng. Đó là khi cho các bạn một dãy nhị phân n bit, cho các bạn n bit nhị phân, thì các bạn có thể tạo ra được 2 mũ n số nhị phân n bit. Đó, cho các bạn n bit nhị phân, thì các bạn có thể thiết kế được 2 mũ n số nhị phân n bit. Đó, chạy từ 0000, tức là giá trị nhị phân n bit 0 cho đến 11111 n bit 1. Đó, tức là các bạn tạo được 2 mũ n số nhị phân chạy từ 0000 hết cho đến 11111 hết. Nếu các bạn đổi các giá trị nhị phân ra thập phân thì chúng ta có các giá trị tương thập phân tương đương sẽ chạy từ 0 cho đến 2 mũ n trừ 1 đó. Vậy thì các bạn, tôi xin được nhắc lại công thức này, cho các bạn một dãy nhị phân n bit thì các bạn có thể thiết kế được 2 mũ n số nhị phân n bit có giá trị nhị phân chạy từ 0000 hết n bit 0 đến 11111 hết n bit 1. Nếu chúng ta đổi nó thập phân thì các giá trị này sẽ chạy từ 0 cho đến 2 mũ n trừ 1.
Để cho dễ hiểu, chúng ta cùng quan sát một vài ví dụ. Ví dụ thứ nhất, nếu chúng ta cho n bằng 2 thì chúng ta tạo được tổng cộng là 2 mũ 2 bằng 4 số nhị phân 2 mít. Đó, chúng ta sẽ tạo được tổng cộng là 2 mũ 2 là 4 số nhị phân 2 mít. 4 số nhị phân 2 mít này sẽ chạy từ 0,0 hết, các bạn thấy không? 2 mít 0 cho đến 1,1 hết là 2 mít 1. Các số nhị phân ở giữa là 0,0 rồi đến 0,1, 0,1 rồi đến 1,0. Nếu ta đổi sang thập phân thì chúng ta có 0,0 đổi sang thập phân là 0, 0,1 đổi sang thập phân là 1, 1,0 đổi sang thập phân chính là 2, 1,1 đổi sang thập phân là 3. Các bạn tinh ý để ý một chút xíu, có phải là 3 thì bằng 2 mũ 2 trừ 1. Vậy có đúng là nếu đổi ra thập phân thì chạy từ 0 đến 2 mũ 2 trừ 1 đúng như công thức của chúng ta đã đưa ra trên kia đúng không nào? Đó. Nếu các bạn muốn kỹ hơn, các bạn thể khảo sát một cái ví dụ dài hơn tí xíu nữa để các bạn thấy rõ cái tính chất này. Ví dụ như nếu tôi cho n bằng 3 thì tôi tạo được bao nhiêu số nhị phân 3 bit? Chắc các bạn cũng trả lời nhanh được là chúng ta tạo được 2 mũ 3 là bằng 8 số nhị phân 3 bit ha. Đó. 8 số nhị phân 3 bit này sẽ chạy từ 0,0,0 hết cho đến 1,1,1, tức là 3 bit 0 cho đến 3 bit 1. Các giá trị ở giữa cụ thể là 0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1. Nếu chúng ta đổi sang thập phân thì chúng ta có cái này là 0, cái này là 1, số này là 2, số này là 3, số này là 4, số này là 5, số này là 6 và số này là 7. Có phải là chạy từ 0 cho đến 7 là bằng 2 mũ 3 trừ 1 hay không? Đó, thưa các bạn, thì đó là cái điểm thứ hai các bạn cần phải nhớ trong cái, các cái công thức tính về tính toán nhị phân, đó là các giá trị của 2 mũ n là dạng công thức tính toán thứ hai cần phải nhớ. Bây giờ các bạn cần phải nhớ thêm một số bảng như sau, bảng giá trị như sau để các bạn có thể tính toán nhị phân cho nhanh. Mình xin phép các bạn được xóa toàn bộ phần bảng này. Thứ hai, mình sẽ trình bày cho các bạn hai cái bảng nhị phân, thập phân, các giá trị quen thuộc đổi mà các bạn buộc phải nhớ để có thể tính toán nhanh nhẹn. Thì đây, xin mời các bạn cùng quan sát bảng tính thứ nhất. Đó, chúng ta ghi nhớ hai cái bảng như sau. Tôi được phép sang phần thứ ba, các bạn buộc phải thuộc lòng cái này trước khi tính về IB. Bảng, chúng ta có bảng 1 gồm các giá trị như sau. Ta xét các giá trị nhị phân 8 bit cụ thể như sau. Rồi, chúng ta có 8 bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi sang dạng thập phân thì thưa các bạn biết rồi, có thể tính nhanh được là bằng 0. Nhưng mà 1 bit 0, 1, 7 bit 0 thì khi đổi sang thập phân ta sẽ có giá trị là 128. Rồi, chúng ta có 2 bit 1, 6 bit 0 đổi sang dạng thập phân chúng ta có giá trị là 192. Rồi 3 bit 1, 5 bit 0 khi đổi sang thập phân chúng ta có giá trị là 224. Hay 4 bit 1, 4 bit 0 đổi sang thập phân chúng ta có giá trị là 240. 5 bit 1, 3 bit 0 đổi sang thập phân chúng ta có giá trị là 248. Hay là 6 bit 1, 2 bit 0 đổi sang thập phân chúng ta có giá trị là 252. Rồi chúng ta cho số bit 1 tăng liên tiếp, tức là bây giờ chúng ta có 7 bit 1, 1 bit 0 thì có giá trị là 254. Và cuối cùng nếu chúng ta để tất cả 8 bit đều là 1 cả thì chúng ta có giá trị thập phân tương ứng là 255. Bảng này bắt buộc các bạn phải thuộc để chúng ta có thể tính nhanh subnet map trong phần tính toán subnet mà tôi sẽ trình bày các bạn sau. Bên cạnh bảng 1, các bạn thuộc cho mình cái bảng 2. Bảng 2 ta còn gọi là bảng bước nhảy. Nếu như gọi n là số bit mượn, đó là số bit mượn. Còn số bit mượn là gì thì khi nào bước vào phần chia IP, tôi sẽ giải thích cụ thể với các bạn tạm chấp nhận.
thì chúng ta có cái khái niệm là bước nhảy. Nếu ta mượn n bit thì chúng ta có bước nhảy được tính bằng công thức 2 mũ 8 trừ đi n. Nếu như các bạn ngại trong việc nhớ cái công thức này, tôi xin liệt kê ra một cái bảng luôn. Bảng này gồm hai cột, gồm hai hàng, xin lỗi các bạn. Hàng trên là số bit mượn, hàng dưới là bước nhảy. Và các giá trị sẽ được tính toán như sau. Đây, mời các bạn cùng xem. Nếu tôi mượn 1 bit thì có phải là 2 mũ 8 trừ 1 là 2 mũ 7, bước nhảy là 128, đúng không? Rồi, nếu tôi mượn 2 bit thì chúng ta có 2 mũ 8 trừ 2 tức là 2 mũ 6 là 64. Tương tự như vậy, nếu tôi mượn 3 bit thì tính được bước nhảy là 32. Mượn 4 bit thì bước nhảy là 16. Mượn 5 bit thì bước nhảy là 8. Mượn 6 bit thì bước nhảy là 4. Mượn 7 bit thì bước nhảy là 2. Và mượn 8 bit thì bước nhảy chỉ còn là 1. Thì thưa các bạn, tôi khuyên rằng các bạn nên ghi nhớ các cái bảng này, hoặc nếu sau này các bạn chưa thuộc thì sẽ phải tính toán nhiều. Mỗi lần tính toán sẽ tra cái bảng này rồi dần dần các bạn sẽ thuộc thôi. Nhưng tốt nhất các bạn nên thuộc trước để sau này chúng ta thực hiện tính toán IB cho đơn giản, cho nhanh và hiệu quả. Thì thưa các bạn, tôi đã kết thúc xong phần review lại một số cái vấn đề tính toán để các bạn có thể nắm trong việc tính toán địa chỉ IP. Theo thì các bạn, sau khi các bạn đã được ôn tập lại một số cái công thức tính toán trong việc tính toán địa chỉ IP, thì chúng ta cùng nhau đi vào một cái slide trình chiếu để giải thích xem địa chỉ IP là gì và định dạng của nó như thế nào. Thưa các bạn, chúng ta bắt đầu trong bài học của chúng ta. Chúng ta cùng nhau xem. Đây là một cái IP header. Thì như đã nói các bạn rồi, là bất kỳ một gói tin nào nó cũng có hai phần, là phần tải và phần header. Phần header chính là thông tin quản lý cho gói tin ấy, phần tải chính là dữ liệu của gói tin ấy. Thì gói tin IP cũng sẽ có hai phần là IP header và phần đi tiếp theo là phần data, tức là phần tải của nó. Thì mời các bạn cùng xem, IP header nó gồm nhiều trường, gồm rất là nhiều trường. Đó, xin được trình bày các bạn, đây tôi xin được nói qua một số trường. Chúng ta có trường version cho biết địa chỉ IP này là thuộc phiên bản mấy, giao thức IP đang chạy thuộc phiên bản mấy. IP header length cho biết toàn bộ cái header này dài tổng cộng là bao nhiêu. Service type, trường này sẽ sử dụng trong công việc là QoS, Quality of Service, tức là kỹ thuật này sử dụng để bảo đảm chất lượng dịch vụ. Packet length sẽ cho biết toàn bộ gói tin IP dài tổng cộng bao nhiêu byte. Ba trường Identification, Flag và Fragment Offset sẽ dùng để phân mảnh gói tin IP khi gói tin IP quá lớn để đi vào một cái vùng data link nào đó. Trường Time to Leave này sẽ dùng để chống lúc cho gói tin IP khi đi trên môi trường mà xảy ra một cái quyết định định tuyến sai lầm khiến gói tin bị chạy vòng, và trường Time to Leave này sẽ giúp để hóa giải cái chuyện chạy vòng đó. Trường Protocol ID sẽ cho biết là phần dữ liệu đằng sau là thuộc cái giao thức nào lớp trên được đưa vào. Trường protocol sẽ cho biết phần dữ liệu đằng sau này đó là của giao thức nào lớp trên đã được đóng gói vào trong gói tin IP. Phần header checksum này sẽ dùng để kiểm tra lỗi cho toàn bộ header của giao thức IP. Và đây là hai trường quan trọng chúng ta khảo sát trong phần này, đó là trường source address và trường destination address. Hai trường này cho biết là gói tin IP nào này xuất phát từ địa chỉ IP nào và định đi đến địa chỉ IP nào. Hai trường này mỗi trường dài tổng cộng là 4 byte, tức là mỗi trường địa chỉ IP sẽ dài tổng cộng là 32 bit nhị phân.
Ngoài ra còn trường option sẽ dùng để cho các nhà sản xuất, các nhà viết phần mềm có thể bổ sung thêm tính năng như giao thức IP nếu họ muốn. Và phần padding để chèn vào trường option cho đủ chiều dài của toàn bộ phần này là bộ số của 32 bit hay là 4 bài. Thì bài học của chúng ta hôm nay tập trung vào hai cái trường này của gói tin IP, đó là trường địa chỉ IP. Thưa mọi người, chúng ta cùng nhau khảo sát cấu trúc địa chỉ IP. Cấu trúc địa chỉ IP thì thưa các bạn, địa chỉ IP là một dãy nhị phân dài tổng cộng 32 bit, được chia thành tổng cộng là hai phần là phần mạng và phần hop. Phần mạng sẽ dùng để định danh cho cả một cái mạng máy tính ở trong đó. Phần hop định danh cho từng hop cụ thể trong mạng máy tính ấy. Đó. Rồi, địa chỉ IP này lại thường được viết thành từng cụm 8 bit, 8 bit, 8 bit. Mỗi cụm này người ta gọi nó là một octet. Mỗi cụm này người ta gọi nó là một octet. Rồi cái octet này lại không được để dưới dạng nhị phân mà người ta đổi nó sang dưới dạng là thập phân. Và các số thập phân này được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm. Cụ thể địa chỉ IP ở trên này khi đổi ra dạng thập phân nó sẽ có dạng là 131.108.122.204. Đó thưa các bạn. Rồi, trong cấu trúc địa chỉ IP thì các bạn lưu ý một điểm cần phải nhớ, đó là các bit phần mạng không được phép đồng thời bằng 0. Tức là trong các bit phần mạng phải tồn tại ít nhất một bit khác 0. Nếu tất cả các bit phần hot bằng 0 thì chúng ta có địa chỉ mạng. Nếu tất cả các bit phần hot bằng 1, chúng ta có một địa chỉ broadcast. Tôi xin phép được giải thích vấn đề này một chút xíu cho các bạn. Chúng ta cùng quan sát một sơ đồ như sau. Cho một con router như thế này, chúng ta thực hiện đấu nối sang bằng hai cổng. Các bạn đã nhớ trong bài hôm trước chúng ta có trao đổi với nhau, nếu chúng ta dùng cổng phát này đối với một con switch thì toàn bộ khối này làm thành một broadcast domain. Rồi chúng ta lại có một con switch khác thì toàn bộ khối này làm thành một broadcast domain. Ở đây chúng ta có hai hop là hai PC cắm vào trong broadcast domain thứ nhất. Rồi cũng ở bên này chúng ta lại có hai PC cắm vào broadcast domain thứ hai. Thì thưa các bạn, trên khía cạnh layer 2 chúng ta nhìn đây là các broadcast domain, nhưng trên khía cạnh layer 3 chúng ta sẽ coi đây là một mạng và đây là một mạng khác. Hai mạng này muốn đi được đến nhau phải thông qua con router. Và chúng ta phải định danh ra các cái mạng này bằng những cái tên gọi. Thì những cái phần dùng để định danh ra tên gọi cho một mạng chính là phần mạng của địa chỉ IP. Ví dụ như tôi gọi cái mạng bên trái này là mạng 192.168.1. Mạng bên phải này là 192.168.2. Đấy là tôi mới chỉ định danh cho phần mạng thôi. Còn định danh cho phần hop thì tôi phải làm như thế nào? Ví dụ như hop thứ nhất tôi đặt tên địa chỉ là 192.168.1.1. Thì đây chính là gì? Đây chính là hop thứ nhất của mạng 192.168.1.1. Tương tự như thế, tôi thực hiện đặt địa chỉ cho hop thứ hai trong cái mạng này, ví dụ 192.168.1.2. Tức là đây là hop thứ hai của cái mạng 192.168.1. Các bạn có thể hình dung như vậy. Vậy đây là hai hop số 1 và hop số 2 thuộc cái mạng 192.168.1. Tương tự như thế thưa các bạn, ở bên này chúng ta có hop này thuộc mạng 192.168.2 thì chúng ta có hop này sẽ được đặt địa chỉ là 192.168.2.1, tức là hop thứ nhất của mạng 192.168.2. Và tương tự như thế hop này là 192.168.2.2 thì đây là hop thứ hai của mạng 192.168.2. Thì cái phần đoạn trước này chúng ta gọi nó là phần mạng và cái đoạn sau này gọi là phần hop. Phần mạng định danh cho cả một mạng và phần hop định danh cho từng hop cụ thể trong cái mạng ấy. Các bạn hình dung được ý tưởng chưa? Và các bạn thấy là nếu địa chỉ IP thì nó bao giờ cũng đầy đủ tổng cộng là 4 octet. Octet 1, octet 2, octet 3, octet 4, tức là tương đương với 4 byte của một địa chỉ IP. Nhưng khi chúng ta ghi ra địa chỉ phần mạng đó, chúng ta lại ghi có 192.168.1 thì có vẻ là nó rất là bị thiếu hụt, thì chúng ta để thấy nó không ổn lắm. Thì cái một cái cách để ghi ra một cái địa chỉ đầy đủ mà chỉ gọi cho một mạng thôi chứ không gọi cho thêm một hop nào cụ thể, thì chúng ta sẽ cho tất cả các bit của phần mạng bằng 0. Cụ thể đây nếu chúng ta chấm 0 nữa
thì cái địa chỉ 192.168.1.0 này sẽ không dùng để gọi tên cho một hot cụ thể là trong mạng 192.168.1 cả, mà nó dùng để gọi tên cho toàn bộ cái mạng 192.168.1. Tương tự đây chúng ta có cái mạng này cũng sẽ có tên gọi là mạng 192.168.2.0. Đấy, để các bạn hình dung ra là thế nào là phần mạng và thế nào là phần hot. Chúng ta có thể hiểu cách nôm na. Và khi đặt địa chỉ cho một cái hot giống như đặt địa chỉ cho một căn nhà, thì địa chỉ cho một căn nhà bao giờ cũng có số nhà và tên đường. Thì phần mạng chính là tên của con đường, và phần hot chính là số nhà của căn nhà trên con đường ấy. Các bạn có thể hiểu cách nôm na như vậy cho dễ hiểu. Và nếu chúng ta để phần hot tức là số nhà bằng 0 thì có nghĩa là toàn chúng ta dùng cái địa chỉ này để gọi tên cho toàn bộ con đường. Nhưng bây giờ các bạn chú ý, nếu tôi lại cho toàn bộ các bit của phần hot này bật lên thành 1, ở đây các bạn để ý phần hot này có tổng cộng 8 bit, ta chuyển từ 8 bit 0 thành 8 bit 1, tức là đổi đến dạng thập phân là 192.168.1.255, thì cái địa chỉ này không đại diện cho cả cái mạng, cũng chẳng đại diện cho từng hot cụ thể, mà nó dùng để đại diện cho tất cả các hot trong mạng 192.168.1. Thì người ta gọi cái địa chỉ này là địa chỉ broadcast của cái mạng 192.168.1. Vậy các bạn lưu ý cho tôi là địa chỉ IP sẽ được chia thành hai phần là phần mạng và phần hot. Nếu như và các bit phần mạng không được phép đồng thời bằng không hết. Nếu các bit phần hot bằng không hết thì chúng ta có một địa chỉ mạng. Nếu các bit phần hot bằng 1 hết thì chúng ta có một địa chỉ broadcast. Các bạn lưu ý cho tôi vấn đề như vậy. Thì sau khi giải thích xong vấn đề rồi, tôi xin được phép đi qua slide tiếp theo trong cái bài giảng của chúng ta. Bây giờ mời các bạn cùng quan sát theo dõi với tôi. Chúng ta có các lớp địa chỉ IP. Thì các địa chỉ IP sử dụng được người ta không để bừa bãi, mà người ta chia nó ra thành tổng cộng là 3 lớp địa chỉ IP, có tên gọi là lớp A, lớp B và lớp C. Thì thưa các bạn, địa chỉ IP lớp A sẽ có một octet đầu, tức là một byte đầu là phần mạng và 3 byte sau là phần hot. Địa chỉ IP lớp B thì lại có 2 octet đầu là phần mạng và 2 octet sau là phần hot. Địa chỉ IP lớp C thì có 3 octet đầu là phần mạng và 1 octet sau là phần hot. Chúng ta sẽ đi vào khảo sát từng lớp địa chỉ IP một. Trong địa chỉ IP lớp A, chúng ta có 1 octet đầu là phần mạng, 3 octet sau là phần hot, tức là 8 bit đầu dùng để định danh phần mạng và 24 bit sau dùng để định danh phần hot. Thì thưa các bạn, chúng ta chỉ khảo sát cái phần mạng của cái địa chỉ lớp A này, thì các bạn để ý, người ta quy ước rằng trong địa chỉ lớp A thì bit đầu tiên của địa chỉ này luôn luôn được clear về 0, tức là bit đầu tiên của địa chỉ IP lớp A luôn luôn bằng 0. Còn lại 7 bit tiếp theo của địa chỉ IP lớp A sẽ dùng để định danh cho các mạng thuộc lớp A, còn lại 24 bit sau dùng để định danh cho phần hot. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút xíu về địa chỉ IP lớp A này. Bây giờ mời các bạn cùng quan sát, tôi phân tích như sau. Địa chỉ đầu là IP lớp A luôn có bit đầu bằng 0, vậy thì phần mạng sẽ chỉ được định danh bởi 7 bit tiếp theo, tức là gì? Chúng ta có 7 bit thì tổng cộng là xây dựng được 2 mũ 7 bằng 128 giá trị như đã trao đổi với các bạn trong phần review về mặt công thức toán hồi nãy. Thì chúng ta có 7 bit này có thể chạy từ 7 bit 0 hết 0000000 cho đến 7 bit 1 hết. Đó, thưa các bạn, cho đến 7 bit 1 hết. Đó, và chúng ta thêm bit 0 ở đằng trước và bit 0 đằng trước. Thì như vậy chúng ta thấy là gì? Có 7 bit dùng để định danh cho các phần mạng. Như vậy có thể có tổng cộng là 2 mũ 7 và 128 mạng lớp A. Nhưng các bạn để ý một chút xíu, luật vừa nãy hồi nãy tôi có nói rằng gì? Các bit phần mạng không được phép đồng thời bằng không hết. Và các bạn nhìn giá trị đầu là các bit phần mạng bằng không hết là 8 bit 0. Như vậy chúng ta phải loại bỏ đi giá trị đầu, không sử dụng giá trị này mà chỉ sử dụng từ giá trị tiếp theo là 0000001. Đó, các bạn cùng quan sát, tức là chúng ta có các mạng lớp A được chạy từ 0000001 cho đến 0111111. Nếu chúng ta đổi sang dạng nhị phân, nếu chúng ta đổi sang dạng thập phân thì giá trị này chính là 1, còn giá trị này chính là 127. Thưa các bạn, vậy thưa các bạn, một mạng lớp A của chúng ta sẽ chạy từ 1.0.0.0 cho đến
127.0.0.0 là cách mạng lớp A. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát tiếp. Lớp A có 8 bit đầu là phần mạng, 24 bit sau là phần hot. 24 bit dùng để định danh phần hot, vậy nó có thể cung cấp tổng cộng là 2 mũ 24 giá trị địa chỉ dùng cho phần hot. Nhưng các bạn biết rồi, nếu như 24 bit, nếu các bit phần hot bằng không hết thì đó là một địa chỉ mạng, và hoặc là nếu các bit phần hot bằng một hết thì đó là một địa chỉ broadcast, do đó ta phải bỏ qua hai giá trị đầu tiên và cuối cùng này. Vậy thì một mạng lớp A sẽ có tổng cộng là 2 mũ 24 - 2 hot tất cả. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích qua bảng kết quả phân tích của các địa chỉ lớp A xem sẽ như thế nào. Thì các bạn, tôi xin được phép xóa bảng chỗ này, cùng các bạn cùng quan sát kết quả phân tích. Đây, người ta đã phân tích ra địa chỉ mạng lớp A sẽ chạy từ 1.0.0.0 đến 127.0.0.0. Trong đó mạng 127.0.0 này không được dùng cho các hot mà được gọi là cái mạng loopback, tức là được sử dụng cho các interface loopback ảo trong các cái hot IP. Thì địa chỉ mạng sử dụng được chỉ còn lại là từ 1.0.0.0 đến 126.0.0.0, tức là 126 mạng. Vậy thưa các bạn, trong lớp A chỉ có tổng cộng là 126 mạng chạy từ 1.0.0.0 đến 126.0.0.0. Rồi, tiếp theo chúng ta có phần hot dài tổng cộng 24 bit. Vậy mỗi mạng lớp A có 2 mũ 24 - 2 hot, kết quả đúng như chúng ta đã nói. Chúng ta cùng quay trở lại cái mạng lớp back này một chút xíu. Nó không sử dụng cho các hot, vậy nó sử dụng cho công việc gì? Nó đặt cho các địa chỉ lớp back. Và thưa các bạn, trong hệ điều hành Windows của chúng ta thì người ta sử dụng cái địa chỉ 127.0.0.1 để làm địa chỉ loopback trên Windows. Và để các bạn kiểm tra xem chồng giao thức TCP/IP của chúng ta có được cài đặt đúng đắn trên hệ điều hành Windows không, thì chúng ta sẽ thực hiện vào cửa sổ command line ping cái địa chỉ 127.0.0.1 xem là địa chỉ có đi đến được không. Nếu địa chỉ đi đến được, tức là chồng giao thức TCP/IP đã được cài đặt đúng đắn trong hệ điều hành của chúng ta. Tôi xin được phép demo cho các bạn xem thử phép kiểm tra này trên hệ điều hành của chúng ta. Để kiểm tra, tôi sẽ nhấn phím Start, sau đó vào ô run và chạy cái phần mềm gọi là CMD. Đó, sau đó tôi OK một cái thì đây chính là giao diện dòng lệnh của hệ điều hành Windows. Rất đơn giản, tôi chỉ việc thực hiện lệnh ping 127.0.0. Xin lỗi các bạn, 127.0.0.1 và Enter. Thì các bạn thấy không, khi ping địa chỉ 127.0.0.1 thì chúng ta đều nhận được kết quả hồi đáp về từ địa chỉ này, tức là kết quả ping là hoàn toàn thành công. Như vậy thưa các bạn, là chồng giao thức TCP/IP đã cài đặt hoàn toàn đúng đắn trên máy tính của tôi. Thưa các bạn, đó là cách để các bạn kiểm tra chồng giao thức TCP có được cài đặt đúng đắn hay không. Tôi xin được phép trở lại vào slide đang trình chiếu của chúng ta. Vậy các bạn nhớ cho tôi một điều là các địa chỉ IP lớp A sẽ chạy từ 1.0.0.0 đến 126.0.0.0. Sau này thưa các bạn, để các bạn có thể gì? Sau này để các bạn có thể đơn giản hóa công việc tính toán địa chỉ IP, các bạn có thể sử dụng cách nhớ như sau. Khi các bạn nhìn vào một địa chỉ IP, quan sát ốc tép đầu của nó, nếu các bạn thấy ốc tép đầu chạy trong đoạn từ 1 cho đến 126, các bạn theo từ 1 cho đến 126 thì các bạn biết rằng là đây là một địa chỉ IP thuộc lớp A. Thưa các bạn, đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Tôi xin được phép đi qua IP lớp B. Thưa các bạn. Rồi, trong địa chỉ IP lớp B thì các bạn lại thấy là có hai octet đầu là phần mạng và hai octet sau là phần hot. Ở đây chúng ta lưu ý rằng một địa chỉ IP lớp B sẽ có hai bit đầu luôn luôn được giữ cứng là bit 1 và bit 0, còn lại 14 bit sẽ chạy tự do để định danh cho toàn bộ các mạng của địa chỉ IP lớp B. Vậy chúng ta có như sau.
14 bit chạy tự do. Như vậy các bạn biết rằng là gì? Địa phận địa chỉ màn của IPv4 sẽ được định danh bởi 14 bit này. Vậy chúng ta có các bit sẽ chạy từ 14 bit 0 hết cho đến 14 bit 1 hết. Và chúng ta thêm bit 1 và bit 0 ở hai đầu. Bởi vì luôn luôn địa chỉ IPv4 đều phải có hai bit đầu là 1 và 0. Ở đây các bạn quan sát là luôn luôn có một bit 1 giữ cứng rồi, nên phần mạng không bao giờ bằng 0 hết. Do đó địa chỉ IPv4 chúng ta không cần phải bỏ đi một giải giá trị nào cả. Vậy chúng ta có tổng cộng là hai mũ 14, bởi vì 14 bit này dùng để định danh các địa chỉ mạng, số lượng định danh là hai mũ 14 địa chỉ. Vậy chúng ta có tổng cộng là hai mũ 14 mạng trong lớp B. Vậy chúng ta cùng quan sát thử, ta sẽ thấy ta cùng phân tích với nhau thử xem các mạng lớp B chạy từ mạng nào đến mạng nào. Các bạn lưu ý khi chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân thì các bạn phải gom 8 bit lại để các bạn chuyển đổi, tức là các bạn chỉ được chuyển đổi theo octet chứ không được chuyển đổi theo cả một dãy 14 bit hay 16 bit. Cụ thể như sau, tôi biết octet thứ nhất có phải là 1 0, sau đó là 14 bit 0, 1 2 3 4 5 6. Các bạn lưu ý chốt rằng octet. Vậy còn 8 bit nữa, 1 2 3 4 5 6 7 8. Chạy cho đến 1 0 và 14 bit 1 đoạn sau đây các bạn phải tách ra thành hai octet, tức là 6 bit 1 này trước. Rồi, tiếp theo là 8 bit 1 này. Đó. Bây giờ các bạn đổi thử còn lại sau đoạn này thì thuần túy là phần hot mà đã điểm địa chỉ mạng, các bit phần hot phải bằng 0. Vậy chúng ta có .0.0. Chỗ này mình viết to lên, ý đây không phải là bit 0 mà là octet này nó được đổi ra dạng thập phân là số 0, tương tự bên này là .0.0. Vậy các bạn thực hiện đổi sang dạng thập phân thì toàn bộ phần này đổi dạng thập phân sẽ là 128. Còn đây là .0. Vậy chúng ta có mạng đầu tiên của lớp B là mạng 128.0.0.0. Và tiếp theo chúng ta có đổi tiếp octet này ra là 191, còn octet này là 255A. Vậy khi chúng ta đổi sang dạng thập phân thì chúng ta có mạng cuối cùng của lớp B sẽ là 191.255.0.0. Thưa các bạn, đó. Vậy các mạng lớp B sẽ chạy từ 128.0.0 đến 191.255.255. Đây là phần mạng, đây là phần hot, đây là phần mạng và đây là phần hot, thưa các bạn. Rồi các bạn thấy rằng là một mạng lớp B dài tổng cộng là 16 bit. Vậy chúng ta có một cái mạng lớp B sẽ có tổng cộng là 2 mũ 16 trừ 2 hot tất cả, tức là khoảng 65.534 hot. Tại sao lại trừ 2? Thì như đầu này các bạn đã biết rồi, là phải trừ ra cái giải là các bit bằng 0 hết thì dùng cho địa chỉ mạng, các bit bằng 1 hết là dùng cho địa chỉ broadcast. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tiếp về lớp C. Nhưng trước khi phân tích lớp C, chúng ta hãy quan sát kết quả phân tích cuối cùng mà người ta đưa ra là gì, thưa các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng quan sát như sau. Đây, kết quả phân tích. Địa chỉ mạng lớp B sẽ chạy từ 128.0.0.0 đến 191.255.0.0 và có tất cả 2 mũ 14 mạng trong lớp B. Và phần hot có 16 bit nên mỗi mạng lớp B có tổng cộng là 2 mũ 16 trừ 2 hot. Cảm ơn các bạn. Thì các bạn chú ý lại sau này để chúng ta dễ dàng phân biệt thì địa chỉ IP của lớp nào, các bạn không cần phải nhớ rắc rối như thế. Các bạn chỉ quan sát octet đầu từ 128 đến 191 thì đó là IP lớp B. Và rất đơn giản, sau này để biết một địa chỉ nó thuộc lớp nào, các bạn nhìn octet đầu thấy nó chạy từ 128 cho đến 191 thì các bạn biết đây chính là IP lớp B. Thưa các bạn, chúng ta đã phân tích xong lớp B, vậy chúng ta cùng chuyển qua phân tích các địa chỉ IP thuộc lớp C. Thì đây các bạn quan sát, ở lớp C thì chúng ta lại sử dụng 3 octet đầu là phần mạng và 1 octet sau là phần hot. Thì ở đây đối với địa chỉ IP lớp C thì ta luôn luôn giữ cứng 3 bit đầu là 110, không thay đổi. Thì 21 bit còn lại sẽ định danh cho phần mạng. Thì việc phân tích để tìm ra giải giá trị thì cũng tương tự như tôi đã phân tích lớp A và lớp B vừa rồi, nên tôi không nói lại nữa mà chúng ta đi vào thẳng kết quả của phân tích IP lớp C. Thì chúng ta thấy rằng địa chỉ lớp C
sẽ là chạy từ mạng 192.0.0.0, nhớ nha, 192.0.0.0 là phần hot, còn 0 là phần mạng, đến 223.255.255.0 và có tất cả 221 mạng trong lớp C. Phần hot của lớp C dài 8x, như vậy mỗi mạng lớp C có 248-2 là 254 hot. Và tương tự, để các bạn dễ quan sát một địa chỉ lớp C, các bạn nhìn vào ống test đầu tiên của địa chỉ này, nếu thấy nó chạy từ 192 đến 223 thì đích thị đây là một địa chỉ lớp C cho các bạn, đến 223 thì chúng ta có một địa chỉ lớp C cho các bạn. Thưa các bạn, tôi vừa trình bày với các bạn ba lớp địa chỉ IP khả dụng có thể đặt được cho các hot. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua các lớp địa chỉ tiếp theo mà không sử dụng cho các hot mà lại sử dụng cho các cái vấn đề khác, cụ thể như sau. Chúng ta có IP lớp D. Địa chỉ IP lớp D sẽ chạy từ 224.0.0.0 đến 239.255.255.255. Người ta gọi các địa chỉ này là địa chỉ multicast. Ví dụ như chúng ta có địa chỉ 224.0.0.5 dùng cho OSPF và địa chỉ 224.0.0.9 dùng cho RIP version 2, là các giao thức định tuyến mà sau này tôi sẽ trình bày các bạn trong các chuyên đề tiếp theo của chương trình CCNA. Thì địa chỉ được gọi là địa chỉ multicast, dùng cho công nghệ multicast. Vậy thưa các bạn, nếu như giống như quy tắc hồi nãy, nếu chúng ta nhìn thấy một địa chỉ IP mà có octet đầu chạy từ 224 đến 239 thì chúng ta kết luận đây là một địa chỉ IP multicast của lớp D. Và thưa các bạn, địa chỉ multicast này các bạn chú ý chỉ dùng để đặt cho từng nhóm thiết bị, chứ không dùng để đặt cho một hot cụ thể nào cả. Tức là các địa chỉ trong giải này sẽ không được dùng để đặt cho các hot trong hệ thống mạng của chúng ta. Ngoài ra, không gian IP còn có một lớp nữa gọi là lớp E, từ 240.0.0 trở đi thì cái lớp này không được dùng để làm nhiệm vụ gì cả, mới chỉ để làm nhiệm vụ để dành và dự phòng mà thôi. Và tương tự, nếu chúng ta thấy IP mà chạy từ 240 trở đi thì đây là IP lớp E. Thưa các bạn, vậy là tôi đã nói xong tất cả các cái lớp địa chỉ hay có của giao thức của địa chỉ IP. Thế là chúng ta cùng nhau đi qua một vấn đề khác. Chúng ta có địa chỉ broadcast hay còn gọi là địa chỉ quảng bá trong giao thức IP sẽ được sử dụng có hai loại là direct broadcast hay là local broadcast. Địa chỉ local broadcast sẽ có 32 bit nhị phân được bật lên thành một hết, tức là chúng ta có địa chỉ local broadcast định là địa chỉ 255.255.255.255. Còn địa chỉ direct broadcast thì lại có phần hot của địa chỉ IP mà các bit được bật lên thành một hết. Ở đây chúng ta thấy địa chỉ này có test đầu là 192 nằm trong đoạn từ 192 đến 223. Vậy nó là một địa chỉ IP lớp C thì đây là phần mạng, còn đây là phần hot. Ta thấy rõ ràng tất cả 8 bit phần hot được bật lên thành một. Vậy ta có đây là 255, tức là đây là một địa chỉ broadcast của mạng 192.168.1.255. Thì loại địa chỉ được gọi là direct broadcast. Vậy thưa các bạn, hai loại địa chỉ này khác nhau ở chỗ nào? Thì tôi xin phép được phân tích hai loại địa chỉ này nó khác nhau ở chỗ nào. Cụ thể như sau. Mời các bạn cùng xem, chúng ta lại trở lại một cái sơ đồ đơn giản thế này. Chúng ta có con router nối xuống hai broadcast domain, ở đây chúng ta khảo sát là hai mạng đấu vào hai con switch này chẳng hạn. Thì chúng ta có switch 1 đấu vào các PC. Đấu vào các PC. Switch này cũng đấu vào các PC. Chúng ta có đây là mạng thứ nhất, đây là mạng thứ hai. Mạng này chúng ta ghi là mạng 192.168.1.0.
Mạng này là mạng 192.168.2.0. Như vậy thì PC lên đặt hoặc là 192.168.1.1 và PC này là 192.168.1.2 chẳng hạn. Và tương tự như thế, PC này 192.168.2.1 và PC này là 192.168.2.2 chẳng hạn. Bây giờ các bạn chú ý này, giả sử PC này muốn gửi broadcast cho toàn thể các host thuộc mạng 192.168.2.0, tức là PC 192.168.2.1 muốn gửi broadcast cho tất cả các host thuộc cùng mạng với nó, thì lúc này nó sẽ gửi broadcast đến một địa chỉ gọi là địa chỉ local broadcast, tức là gói tin broadcast sẽ có địa chỉ IP nguồn là 192.168.2.1 và IPX sẽ là địa chỉ local broadcast là 255.255.255.255, thưa các bạn. Đó. Còn nếu như PC này lại không muốn gửi broadcast cho các host thuộc mạng của mình mà lại muốn gửi broadcast cho tất cả các host thuộc mạng 192.168.1.0 thì lúc này địa chỉ destination broadcast nó gửi đến lại là địa chỉ 192.168.1.255. Hàm ý là PC này muốn gửi broadcast cho tất cả mọi hot thuộc mạng 192.168.1.0, nhưng mà các hot trong mạng của nó thì hoàn toàn không nhận được gói tin broadcast này. Thì các bạn qua ví dụ này có thể hình dung được là địa chỉ local broadcast nó khác với địa chỉ direct broadcast ở chỗ nào. Tiếp theo tôi xin được trình bày tiếp các vấn đề tiếp theo của địa chỉ IP. Vấn đề tiếp theo tôi xin được trình bày có hai loại địa chỉ IP là private và public. Địa chỉ IP private thì chỉ sử dụng trong nội bộ mạng LAN và có thể được sử dụng đi sử dụng lại từ mạng LAN này qua mạng LAN khác. Còn địa chỉ IP public là địa chỉ được dùng trên môi trường Internet toàn cầu. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái loại địa chỉ này một chút xíu. Thì thưa các bạn có để ý rằng là các bạn ở nhà truy nhập Internet bằng đường ADSL, con modem ADSL sẽ rót cho các bạn một địa chỉ IP, ví dụ như là 192.168.1.2, và các bạn sẽ sử dụng địa chỉ để lướt web chẳng hạn. Rồi bỗng nhiên các bạn đi qua nhà hàng xóm cũng thấy người ta sử dụng Internet cũng sử dụng địa chỉ IP là 192.168.1.2, thì các bạn có thắc mắc không? Rõ ràng chúng ta sẽ có một cảm giác rất kỳ lạ. Địa chỉ phải là duy nhất chứ, thế mà tại sao máy tính của mình cũng chung địa chỉ IP với máy tính nhà hàng xóm mà cả hai máy đều đi Internet được? À thì thưa các bạn, bởi vì địa chỉ trên máy các bạn lúc đó là một địa chỉ trong nội bộ mạng LAN trong gia đình các bạn, và địa chỉ được gọi là địa chỉ private. Thì địa chỉ private là loại địa chỉ dành riêng cho mạng LAN, được tự quyền cấp phát trong doanh nghiệp cho mạng LAN trong gia đình và được quyền sử dụng đi sử dụng lại từ mạng LAN này qua mạng LAN khác. Nên các bạn hoàn toàn thấy bình thường đến cái địa chỉ 192.168.1.2 được sử dụng trong mạng nhà các bạn, đồng thời cũng được sử dụng trên mạng của công ty, lại được sử dụng trong mạng của nhà người bạn khác, thì đó là bình thường bởi vì đó là địa chỉ IP private. Còn nếu như địa chỉ IP mà nhà cung cấp dịch vụ rót tận theo con router ADSL của các bạn thì địa chỉ đó là địa chỉ public và không được sử dụng lại, và nó có tính chất duy nhất trên toàn thế giới. Thì ta sử dụng IP private là để tiết kiệm cho không gian IP public đang cạn kiệt. Thì bây giờ các bạn cùng quan sát, giả địa chỉ IP private được quy định trong RFC 1918 của IETF bao gồm: lớp A người ta sử dụng toàn bộ mạng 10.10.x.x.x để làm địa chỉ IP private. Lớp B người ta sử dụng địa chỉ từ 172.16.x.x đến 172.31.x.x để làm IP private. Và lớp C là các địa chỉ có hai tiếp đầu là 192.168 là các địa chỉ IP private. Và các bạn chú ý, địa chỉ IP private thì chỉ sử dụng trong nội bộ mạng LAN và không được quyền sử dụng trên môi trường Internet. Và các cái PC có đánh địa chỉ IP private thì không được quyền truy nhập Internet. Nhưng các bạn thấy rằng là gì? Máy tính của các bạn dù được cấp phát của địa chỉ IP private vẫn có thể đi được Internet. Bởi vì một điều rất đơn giản là trên các con router ADSL, người ta sử dụng một công nghệ gọi là công nghệ NAT, Network Address Translation, sẽ dùng để chuyển đổi địa chỉ IP từ private sang public và ngược lại, giúp cho các host mang địa chỉ IP private cũng có thể đi ra được môi trường Internet và nhận được gói tin trả về.
Thì đây ý nghĩa của địa chỉ IP private là bảo tồn địa chỉ IP public, tức là bảo tồn nó, không thể IP public sẽ hết. Thì tôi đã nói các bạn địa chỉ IP private và địa chỉ IP public. Về công nghệ NAT này sẽ có hẳn một bài về NAT mà chúng ta sẽ cùng nhau được học trong chương trình CCNA. Thì tôi sẽ trình bày các bạn trong những phần bài giảng tiếp theo. Tiếp theo, thưa các bạn, vậy tôi đã trình bày cho các bạn xong tất cả các vấn đề của địa chỉ IP. Các vấn đề địa chỉ IP bao gồm là cấu trúc định dạng của địa chỉ IP. Rồi chúng ta có là gì? Có các loại lớp địa chỉ IP, lớp A, lớp B, lớp C, lớp D, lớp E, có sự phân tích địa chỉ IP, broadcast, địa chỉ IP, private và public. Bây giờ để cho các bạn có thể nhớ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một, cùng nhau khảo sát sơ qua một bài tập này. Thưa các bạn, mời các bạn cùng quan sát slide trên bảng. Chúng ta có tổng cộng là 7 địa chỉ IP như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ, nếu các bạn đã nắm bài thì các bạn hãy cho tôi biết là địa chỉ IP nào trong các địa chỉ này có thể được đặt cho các hop. Thưa các bạn, tôi xin được phép giải cái bài tập này. Thì các bạn có thể về nhà theo dõi lại video, theo dõi lại bài học và quan sát lại và kiểm lại, kiểm tra lại sẽ có đúng hay không. Thưa các bạn, chúng ta cùng phân tích các địa chỉ IP như sau. Địa chỉ IP thứ nhất là 150.100.255.255. Ta thấy địa chỉ này có cách đầu là 150. Các bạn quan sát lọt vào trong đoạn từ 128 đến 191. Vậy nó là một địa chỉ IP lớp B. Khi là một địa chỉ IP lớp B thì chúng ta có hai ống test đầu là phần mạng và hai ống test sau là phần hot. Các bạn thấy rõ ràng phần hot đều được thiết lập thành 255 hết rồi. Tức là đây là một địa chỉ broadcast. Vậy thì các bạn, địa chỉ này không thể dùng được cho các hot. Chúng ta cùng quan sát địa chỉ IP thứ hai, 175.100.255.18. Ta thấy ống test đầu là 175 lọt vào trong đoạn từ 128 đến 191. Vậy đây là một địa chỉ IP lớp B. Vì đây là một địa chỉ IP lớp B nên hai ống test đầu là phần mạng và hai ống test sau là phần hot. Và ta thấy rõ ràng là phần hot này không hề có chuyện bằng không hết hay bằng một hết trong các bit nhị phân. Nên địa chỉ này là một địa chỉ bình thường có thể dùng được cho các hot. Chúng ta cùng nhau khảo sát địa chỉ số 3. Chúng ta thấy địa chỉ này là 195.234.253.0. Ống test đầu là 195. Vậy nó thuộc về đoạn từ 192 đến 223. Vậy thì địa chỉ này là một địa chỉ lớp C. Khi là một địa chỉ lớp C thì chúng ta có 3 ống test đầu là phần mạng và một ống test sau là phần hot. Ta thấy phần hot này bằng 0, tức là các bit trong cái ống test này đã bị clear về 0. Vậy đây là một địa chỉ mạng và chúng ta có địa chỉ này đương nhiên là không thể đặt cho các hot được. Tiếp theo chúng ta quan sát địa chỉ thứ tư là 100.0.0.23. Địa chỉ này có ống test đầu là 100 thuộc đoạn từ 1 đến 126. Vậy nó là một địa chỉ lớp A. Vậy chúng ta có địa chỉ này có ống test đầu là phần mạng và 3 ống test đầu sau là phần hot. Ta thấy 3 ống test sau 0023 rõ ràng là không phải là các bit đều bằng 0 hết hoặc bằng 1 hết, nên địa chỉ này là một địa chỉ có thể đạt được cho hot. Chúng ta cùng nhau khảo sát địa chỉ thứ 5, 188.258.221.176. Thì ở đây có một cái mẹo nhỏ người ta đánh lừa chúng ta. Chúng ta hãy quan sát lại thì cho ta để ý này. Các cái ống test khác thì không có vấn đề gì cả, nhưng cái ống test thứ hai lại là 258. Và các bạn biết rồi là một cái ống test dài 8 bit nhị phân. 8 bit thì cung cấp tổng cộng 256 giá trị từ 0 cho đến 28 trừ 1 là từ 0 đến 255. Tức là giá trị của ống test tối đa là 255. Ở đây họ để là 258, tức địa chỉ IP này là địa chỉ IP giả không có thật. Thì chúng ta không cần quan tâm cái địa chỉ IP này làm gì. Chúng ta khảo sát cái địa chỉ tiếp theo, địa chỉ số 6 là 127.34.25.189. Ta thấy rằng là ống test đầu tiên là 127. Thì ta phát hiện ra ngay, đây là một địa chỉ loopback. Vậy khi là một địa chỉ loopback thì nó cũng không thể dùng để đặt cho một hot bình thường được. Và cuối cùng chúng ta quan sát địa chỉ số 7 có ống test đầu là 224. Ta phát hiện ngay đây là một địa chỉ multicast. Vậy nó cũng không thể dùng để đặt cho các hot cụ thể được. Vậy thưa các bạn, trong 7 địa chỉ IP tôi đưa ra thì chỉ có địa chỉ số 2 và địa chỉ số 4 có thể dùng để đặt cho các
PC trong hệ thống mạng của chúng ta. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài IP cơ bản của tôi. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau đi qua tiếp tục trong chuyên đề địa chỉ IP của chúng ta. Và phần tiếp theo đây tôi xin được giới thiệu với các bạn hai khái niệm, đó là subnet mask và prefix trong địa chỉ IP. Thưa các bạn, như hồi nãy các bạn đã thấy là nếu như chúng ta muốn biết địa chỉ IP nó thuộc lớp nào, phần mạng là phần nào, phần hot là phần nào, thì chúng ta quan sát ốc test đầu địa chỉ IP. Nếu mà thấy ốc test đầu nằm trong đoạn từ 1 đến 126 thì đó là lớp A, từ 128 đến 191 thì đó là lớp B, từ 192 đến 223 là lớp C, vân vân và vân vân. Nhưng mà trong thuật toán tính toán của máy tính thì họ sẽ không thiết kế như vậy, mà họ phải có một cái phương pháp nào đó dùng để xác định được phần mạng của một địa chỉ IP, hay là cho máy tính một địa chỉ IP cho trước, máy tính này sẽ phải xác định được địa chỉ mạng tương ứng với địa chỉ IP này. Chúng ta cùng nhau đi qua phần subnet mask, thì máy tính sẽ sử dụng công cụ là subnet mask để thực hiện công việc này. Bây giờ mời các bạn cùng quan sát. Thì subnet mask là một dãy nhị phân dài tổng cộng là 32 bit nhị phân được dùng kèm với địa chỉ IP. Và khi chúng ta muốn xác định ra địa chỉ mạng tương ứng địa chỉ IP này thì máy tính sẽ lấy 32 bit địa chỉ IP n từng bit một với subnet mask, từ đó xác định ra được địa chỉ mạng của địa chỉ IP là gì. Cụ thể như sau thưa các bạn. Đầu tiên chúng ta cùng điểm qua một chút xíu về toán tử n. Chúng ta có, nếu như chúng ta lấy bit 0, chúng ta n với bit 0 thì kết quả chúng ta được một bit 0. Chúng ta có 0 n với 1 thì kết quả sẽ ra là 0. Nếu chúng ta có 1, chúng ta n với 0 thì kết quả cũng bằng 0. Và chúng ta có 1 n với 1 thì kết quả bằng 1. Như vậy, nếu như xuất hiện bất kỳ một bit 0 nào trong phép toán n thì kết quả luôn luôn ra là 0. Và 1 n với bất kỳ bit nào cũng ra kết quả của bit ấy. Và người ta sử dụng tính chất này để tính toán ra địa chỉ mạng từ địa chỉ IP. Subnet mask là một dãy nhị phân dài 32 bit được dùng để n với địa chỉ IP để xác định ra một địa chỉ mạng của địa chỉ IP ấy. Ví dụ, tôi có địa chỉ IP là 192.168.1.1. Địa chỉ này theo phương pháp các bạn đã được học rõ ràng là địa chỉ IP lớp C. Nhưng máy tính làm thế nào để nó xác định được đây là địa chỉ IP lớp C? Thì trong quá trình khai báo địa chỉ này cho máy tính, chúng ta buộc phải khai báo một subnet mask kèm theo. Subnet mask của địa chỉ lớp C này là 255.255.255.0. Và khi máy tính muốn xác định địa chỉ mạng của địa chỉ này, nó chỉ việc lấy toàn bộ 32 bit này n với 32 bit này, kết quả sẽ cho ra được địa chỉ mạng là gì. Ở đây tôi sẽ phân tích cụ thể hành vi của máy tính cho các bạn xem. Mời các bạn cùng quan sát. 192, giả sử tôi đổi sang nhị phân sẽ là 11000000. Rồi 168 sẽ đổi ra là 10101000. Chấm 1 là 0000001. Chấm 1 là 0000001. Bây giờ 255 là chúng ta có 8 bit 1. Một số 255, 8 bit 1 nữa. Một số 255, 8 bit 1 nữa. Một số 255 và 8 bit 0 là được một số 0. Bây giờ máy tính khi họ lưu địa chỉ IP nó lưu dưới dạng nhị phân như thế này. Vậy khi thực hiện tính các địa chỉ mạng thì đối với chúng ta rất đơn giản, địa chỉ mạng là chỉ việc cho cái này bằng 0, tức là 192.168.1.0. Còn máy tính họ sẽ thực hiện như sau: họ n từng bit một từ trên xuống dưới. Các bạn thấy rất rõ ràng là gì? 1 n với bất kỳ bit nào thì cũng ra bit đấy, nên các bạn thấy 8 số 1 n lên với 8 bit này kết quả là được y chang như 8 bit này là 11000000. Rồi 8 bit này n lên cũng được y hệt như thế là 10101000.
không, 8x này em lên cũng thế, không 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 một. Như các bạn quan sát, 8x không này mà em lên 8x này thì không nhân với cái gì cũng ra không, kết quả là chúng ta bị triệt tiêu đi phần hot mà chỉ còn lại 8x hot là bằng không. Như vậy bây giờ chúng ta đổi ngược trở lại ra dạng thập phân có thể có phải là 192.168.1 và chấm không các bạn. Vậy đây có phải là địa chỉ mạng của 192.168.1.1 không? Đó là phương pháp của máy tính dùng để xác định một địa chỉ mạng từ một địa chỉ hot cho trước. Do đó khi các bạn khai báo một địa chỉ IP trên cạc mạng của máy tính, bắt buộc các bạn phải khai báo một địa chỉ IP này kèm với subnet mask. Nếu không có subnet mask thì địa chỉ IP này được coi là khai báo không hợp lệ thưa các bạn. Thì đối với chúng ta, vấn đề về subnet mask rất đơn giản thưa các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ như thế này, là phần mạng của địa chỉ chạy đến đâu thì các bit 1 của subnet mask chạy đến đó. Các bạn thấy không? Địa chỉ này lớp C, phần mạng là 3 octet đầu. Vậy thì 3 octet đầu của subnet mask đều bằng 1 hết. Thì tức là chúng ta có 255.255.255. Không, các bạn hình dung được chưa? Do đó, rất đơn giản để sau này các bạn chú ý. Nếu chúng ta khai báo một địa chỉ IP lớp A thì 8 bit đầu là phần mạng và 24 bit sau là phần hot. Vậy chúng ta có subnet mask chuẩn của một địa chỉ IP lớp A là 255.0.0.0. Rồi lớp B thì subnet mask sẽ là thể hiện là 16 bit đầu là mạng, 16 bit sau là hot. Vậy chúng ta có 255.255.0.0, đó là subnet mask lớp B. Rồi chúng ta có là gì? Lớp C thì 3 octet đầu là phần mạng, 1 octet sau là phần hot. Vì vậy các bit 1 sẽ chạy đủ 24 bit đầu, tức là 255.255.255.0 là một subnet mask dành riêng cho lớp C thưa các bạn. Thì các bạn lưu ý cho chúng tôi khái niệm subnet mask như vậy. Một cái cách biểu thị địa chỉ IP khác là các bạn thấy là khi chúng ta ghi, ví dụ thế mà tôi đã ghi là 172.16.1.1, thế nào cũng phải ghi kèm với subnet mask là 255.255.0.0, dài dòng quá. Hay là lỡ mà ghi 192.168.1.1, thế nào cũng phải ghi kèm với subnet mask là 255.255.255.0. Thế này thì dài dòng quá, người ta đưa được cái quy tắc để mà ghi địa chỉ IP đơn giản hơn, đó là sử dụng số prefix, ta gọi là prefix len. Cụ thể như sau, người ta chỉ việc ghi ra một địa chỉ IP, ví dụ A.B.C.D, sau đó là một ký hiệu sẹt và cuối cùng là chữ là số N. N này chính là số bit mạng trong địa chỉ IP. Như vậy ở cái dòng này thay vì việc ghi hai dòng như này, chúng ta chỉ việc ghi một dòng là 172.16.1.1. Chỗ này thể hiện rõ ràng là phần mạng chạy đến 2 octet đầu, tức là địa chỉ này có 16 bit mạng. Vậy ta chỉ việc ghi là 172.16.1.1-16, hay là 192.168.1.1 với 24 bit mạng thì chỉ việc ghi lại là 192.168.1.1-24. Đây là cách biểu diễn thứ hai cho các bạn. Vì vậy chúng ta có một số prefix len chuẩn tương đương với subnet mask, tức là với subnet mask lớp A thì nó tương đương với prefix chuẩn là set 8, với subnet mask lớp B thì nó tương đương với prefix chuẩn là set 16, và với subnet mask lớp C thì tương đương với prefix chuẩn là set 20. Thưa các bạn, đấy thì tôi đã giới thiệu với các bạn xong khái niệm về subnet mask và số prefix len. Và sau này các bạn thấy khi biểu thị một địa chỉ IP thì bắt buộc phải ghi kèm địa chỉ IP với hoặc là subnet mask hoặc là số prefix len thì chúng ta có cách ghi địa chỉ IP hợp lệ. Rồi.